Mẹ anh thường ngày thích con gái mặc gì? Mặc gì cũng được, không cần quá để ý đâu. Không được tùy tiện, lần đầu gặp mặt phải tôn trọng bác ấy. Để gặp bố mẹ em, anh đã đặc biệt chuẩn bị rồi. Chẳng lẽ em lại lấy lệ với mẹ anh sao? Tối qua anh đã mời người chuẩn bị sườn xám kiểu Trung rồi. Đều là mẫu người nhà anh thường thích mặc. Nếu em không để ý, anh có thể mời thợ may lên. Bọn họ ở ngay dưới kia, được ạ? Thời gian lần này vội vã quá, còn chưa kịp ủi. Vậy nếu không vội thì sao? 3 phần may, 7 phần ủi. Người già đều coi trọng, nhất là mẹ cậu ấy, cực kỳ để ý điều này. Cô Thời Nghi, cô xem những trang sức này đi, cô thích cái nào? Được rồi, ủi xong sườn xám rồi. Có vấn đề gì sao? Anh ra ngoài đi, em phải thay đồ. Xin lỗi nhé. Tiểu Thần, thực ra chú cũng làm kinh doanh, nhưng 2 năm nay kinh tế cứ không mấy khởi sắc. Trời ơi! Mặc sườn xám vào là khác ngay. Đúng vậy.